Cái này là nếu mà về mà bố em uống là nhưng mà em có người yêu chưa? À? Hôm nay bọn anh vào đây ăn cơm ấy, bọn anh rất là vui khi mà được gặp các em và thấy em là một cô gái rất là xinh tươi và dễ gần, lúc nào cũng nở một nụ cười. Là cái này cũng là một cái bọn anh học hỏi về để tới này mà các anh góp ý các nhân viên ở bên nhà hàng của anh Nguyễn Tất Thắng là sẽ cười tươi được như em. Bọn anh là ở Hà Giang xuống đây đi du lịch, bọn anh đi một chương trình đi xuyên Việt. À, vừa đi du lịch vừa có những chương trình thiện nguyện đó. Mà xuống với Cần Thơ thì các anh cũng không biết nhiều về Cần Thơ, ngoài chỉ xem trên video và trên sách báo các thứ thôi. Ngày hôm nay gặp em ở đây là em giới thiệu là em người Hậu Giang nhỉ? Ở Hậu Giang nhà em thì có những đặc sản địa phương gì, em có gì đặc biệt? Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Vô vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm Hà Giang. Anh là trai Hà Giang, đẹp nhá, 2, 3 đẹp, ui hồ đẹp tuyệt vời luôn, tuyệt vọng luôn. Bây giờ là cảm ơn các em nhá. Em Thu này, em Vẹn này, em Chân này. Thu Vẹn đúng không, Hà Giang? Em quê Hậu Giang hả? Ôi giời. Cùng quê cái chữ Giang ở đằng sau. Bây giờ bọn anh đang chuẩn bị đi An Giang đây. Quanh là cứ vào bộ Hà Giang phải xuống ở miền Tây này là An Giang nhá. An Giang đây à? An Giang đây. An Giang này, Hậu Giang này. Em này bao tuổi rồi? Em này bao tuổi? Mấy bạn này Hà Giang hết á? An Giang. Em kém anh 2 tuổi. Anh 32. Anh giới thiệu với các em, anh đây là anh Mạc Minh. Anh ở Hà Giang. Ở Hà Giang. Em biết chị, em mới coi YouTube chị. Đây là chị Phan Diễm. Chị năm nay 20 tuổi. Thế em xem kênh chị Diễm em chưa thấy anh bao giờ? Em chưa có một cái anh nữa. Anh nào là em? Nguyễn Tất Thắng không? Biết anh này không? Em biết rồi. Ôi giời ơi, anh là Phạm Dũng này. Anh Diễm này, em nhận ra. Thế thì có biết anh Phạm Dũng không? Không biết. Đây, anh là Phạm Dũng, anh thay mặt chị Diễm ôm em cái này không? mấy cái con về chỗ má Nhi thì ở đây là gọi là giống như nông thôn luôn rồi. Dạ. Không có gì hơn là má ca bài em bé quê. Vâng. Và má ca bài cái câu con nông con sáo nha. Hay quá. Dạ, con điện tay má đi. Dạ. Ta với châu suốt ngày tung tăng trên đồng rồng, gió mát nhẹ đưa lúa reo trong gió, ngồi từ mình cháu ta đọc chữ ta. Bỏ học ham chơi thì cha mẹ buồn gầu, lùa cháu ra đồng ta đọc bài dân ngơ, châu tắm ao làng ta ôn lại dân xuôi, lo học lo hành cho cha mẹ được vui, cháu hãy nhớ đừng ham chơi mà dầm lúa, mấy hạt lúa xanh là bấy nhiêu công khó mà người với cháu đã cực ca khổ bao ngày. Được chưa con? Yeah.
Hay quá anh chữ anh chữ. Con cảm ơn Ma Nhi rất nhiều. Bây giờ anh chữ sẽ đáp lại Ma. Không là con đây con đây. Đây là nghệ sĩ con để đi đi lấy đàn đi để đi lấy đàn đi. Dạ. Để đi lấy đàn để đàn vũ hả? Ối được khỏi đàn luôn. Con hát dân ca nhá. Đúng rồi, rồi. Dân ca nhá. Anh đi lên lấy cái đồ. À vâng, thì anh dạ, đi dạ. Lấy đồ nha. Vì nón ơi, cầm ca cầm sương đêm, trang xếm nở cầm trường. Nèm bay thân mỏi tí có bộ à lương. Này em ơi, người mà anh thương nhớ vương vấn bóng hình ai. Dù xa nhau đừng quên bao ngày tháng sống bên là nhau. Đây là dân ca Tài Nùng bác. Hay quá con. Dạ. Má rất là thích. Giống như là mình ở đây mình nghe ca cổ nó quen. Vâng. Nhưng mà giống như con nghe má ca cổ vậy đó. Dạ. Con thích mà. Hay là con muốn má là dạy cho các bạn nhân viên của má ca cổ được không? Đúng rồi, để má dạy nha. Dạ. Rồi sau này cái con về đây cùng giữ giao lưu. Vâng. Đúng rồi. Cùng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình bác. Vâng. Quá. Buổi tối ngày hôm nay thì con cảm ơn má và gia đình rất là nhiều. Má là thật nhiều sức khỏe, luôn luôn làm ăn phát đạt nhá. Cảm ơn chị hai nhiều nhá. Và bây giờ là bây giờ là anh em sẽ đi thăm các thiếu nữ ở miền Tây các bác ạ. Đó. Để quay video cho các bác cùng biết. Anh chỗ Mỹ Khánh. Nhà em gái em gái anh hỏi xíu, nhà em có trồng cây ăn quả không? Dạ có, mẹ em ở quê á. Quê á? Quê em ở đâu? Quê em ở đâu? Ở xa đây xa không? Hậu Giang. Hậu Giang cách đây là tầm mấy cây? Hậu Giang đều cũng mình ở Hà Giang với Hậu Giang đều ở gần nhau mà. Thế là gần nhau á. Sao một cây. Anh giới thiệu về rồi anh ở tận Hà Giang á. Mấy ở Hà Giang. Đấy, bọn anh là đi vào những cái tỉnh này là có 4 tỉnh mà có chữ Giang thì bọn anh tìm đến. Còn chưa ở ngoài bọn anh chỉ có Hà Giang với lại Bắc Giang thôi. Ở đây mà bọn anh mà cứ gần gần mà nhà nào dụ em nhưng đặc biệt là em ở quê Hậu Giang của bọn anh rất mấy lại. Đều anh em mình đều cùng một chữ Giang. Nhưng mà các bạn ở đây nói chuyện dễ thương nhỉ. Anh giới thiệu với em một xíu, anh này là anh Sự. Biệt danh là anh Sự taxi dù. Đấy, còn anh bên này này, bạn vào đấy. Bên gần một tí là à, bạn này là anh này là Mạc Minh. Mạc Minh. Rượu không quay này. Bạn này là một Mạc doanh nhân trẻ. Cái này là phát chúng rất tốt. Cái này là nếu mà về mà bố em uống là người ngủ trước. Nhưng mà em có người yêu chưa? Chưa à? Hôm nay bọn anh vào đây ăn cơm ấy, bọn anh rất là vui khi mà được gặp các em và thấy em là một cô gái rất là xinh tươi và dễ gần, lúc nào cũng nở một nụ cười. Là cái này cũng là một cái bọn anh học hỏi về để tới này mà các anh góp ý các nhân viên ở bên nhà hàng của anh Nguyễn Tất Thắng là sẽ cười tươi được như em. Bọn anh là ở Hà Giang xuống đây đi du lịch, bọn anh đi một chương trình đi xuyên Việt. À, vừa đi du lịch vừa có những chương trình thiện nguyện đó. Mà xuống với Cần Thơ thì các anh cũng không biết nhiều về Cần Thơ, ngoài chỉ xem trên video và trên sách báo các thứ thôi. Ngày hôm nay gặp em ở đây là em giới thiệu là em người Hậu Giang nhỉ. Ở Hậu Giang nhà em thì có những đặc sản địa phương gì, em có gì đặc biệt? Anh thấy ở đây nhất là có rất là nhiều quả dừa này. Cây dừa nó bạt ngàn. Mà có quả chôm chôm nhỉ? Thì có, nhưng mà chưa có mùa.
Nhà em có chôm chôm không? Không, nhà em ở nhà chợ. Có trồng cây ăn trái gì không em? Ở quê thì có trồng ổi, trồng đủ loại cây chứ không có cây gì mà cây nở. Có trồng nhiều lúa. Thế bình thường em làm ở đây thì mấy giờ em được nghỉ? Cả ngày hay là như thế nào? Em làm cả hai, em làm từ 2 giờ tới 10 giờ. 10 giờ đêm mới được nghỉ. Thế bây giờ các anh muốn vào nhà em chơi thì có xin được không? Xin nghỉ được không hay là? Dạ, nhà em ở đây chứ quê cũng xa, tại vì em học thì em làm. Em đi học Giang ơi, em vẫn đẹp ngàn đời đấy. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba. Có bài hát đó không? Đúng không em? Có không? Không biết là em có thể tặng anh một đoạn, một câu hát gì đó được không? Tặng Hà Giang một bài hát đó, một tí, một đoạn thôi. Được không? Giới thiệu các bạn nhé, đây là bạn Loan Anh nhá. Em tên là Loan Anh nhỉ? Bởi vì anh nhìn thấy chữ Loan Anh ở đấy. Nhưng mà có phải em là Loan Anh không? Bây giờ là gặp em, anh các anh ở Hà Giang sẽ hát tặng em một đoạn ngắn. Bài hát về Hà Giang để tặng em, cảm ơn em hôm nay đã cảm ơn em hôm nay đã đón tiếp các anh ở đây rất là nhiệt tình và phục vụ các anh rất là tốt, chuyên nghiệp. Nhưng mà anh em mình cùng hát chứ không, bây giờ em hát hôm nay giọng em trong rồi. Thì đang ốm các bác, không biết hát được không? Chắc là hát được. Em đứng xịt gần đây để gần một chút. Rồi, đúng rồi, em cứ gần, cứ mạnh dạn em ạ. Bạn này chưa người yêu. Em hay hát nhạc gì? Em hát nhạc trẻ hay là nhạc gì? Thế thì anh hát tặng em đó một bài Hà Giang đi. Đúng rồi. Bây giờ Hà Giang hát tặng Hậu Giang được không? Thì em cho một tràng vỗ tay nào. Hôm nay em cố gắng lắng nghe nha. Anh xin cố gắng hỗ trợ em nhé. Anh hỗ trợ. Vì em đang ốm ấy. Gặp em anh bối rối quá và run hết chân tay, không biết đây có hát được nào, không. Bắt đầu nào, 1, 2, 3. Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Về Hà Giang quê chúng tôi, vô vùng cao về xuôi xây đời mới, thăm tình giữa miền xuôi với miền ngược, có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm về Hà Giang. Ôi đẹp sao về vùng cao quê tôi đang đổi mới, hòa vùng cao đêm tới miền xuôi, cây tre quê tôi vui say hẹn hò. Hà Giang mến yêu Hậu Giang, Hậu Giang có yêu Hà Giang. Hà Giang mến yêu Hậu Giang, Hậu Giang có yêu Hà Giang. Em mà không yêu là cây cứ hát tiếp đấy. Hà Giang mến yêu Hậu Giang, Hậu Giang có yêu Hà Giang. Em không trả lời yêu hay không yêu là bảo anh hát tiếp đấy. Anh hát từ đến tối luôn ạ. Rất là vui, cảm ơn bạn rất là nhiều. Em có bật phần làm không? Thôi để bạn này. Anh nhờ em giới thiệu một xíu không gian ở đây. Hát chiều tới cổng rồi, lấy bọn bấm. Ở đây là anh xin em khoảng 30 giây đó. Em giới thiệu sơ qua một chút về cái khu vực mà quán của em đó. Đây Xuân Hữu thì biết tên là quán là Lúa Nếp. Đó. Quán của em thì được xây dựng lâu chưa? Được 8 năm à? Ở đây là phục vụ chuyên về các món như thế nào? Các món đồng quê ở miền đây, miền Tây đúng không? Còn cái lúa nếp là cái đặc trưng của quán mình à? Tên của quán à? Thế là có những món như cá này, đặc sản ấy. Có những món đặc sản thì em giới thiệu sơ qua cho các anh biết. Cá hô sông.
đều đánh bắt ở dưới này. Thế còn cái lúc nãy của anh có được được ăn cái lúa nếp mà bóng này này. À, đấy là xôi chiên phồng nhá, anh Trường nhá. Tức là một món ăn tuyệt vời. Và anh thấy nó phồng lên á, xong ăn nó rất giòn, nhưng anh cứ tưởng bên trong là có nhân, nhà bên trong là không có nhân đâu. Thôi anh em mình lại kêu uống nước để em cần công việc. Anh cảm ơn em nhá. Cảm ơn các em nhiều nhá. Cảm ơn em đã hỗ trợ các anh. Chúc em nhiều sức khỏe, chúc em luôn xinh gái nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Sức khỏe, xinh gái và làm việc thật tốt ha. Quý vị thông cảm cho các anh nhá. Làm việc đi ha. Ngày hôm nay là tròn 30 ngày anh em xa gia đình, xa vợ con các bác ạ. Và anh Nguyễn Tất Thắng có mở đại tiệc tại một quán tên là Lúa Nếp. Lúa Nếp anh ạ. Vâng. Chưa mới chào rồi. Chưa. Bộ ban luôn. Anh Thắng về mới chào các bác được. Anh Sự này. Chào các bác. Anh em ở cái nhà hàng này phải nói rằng rất là tuyệt vời. Và một cái không gian phải nói rằng rất là đặc trưng của miền Tây, rất là đẹp. Như nào nhỉ, các món ăn ở đây rất là ngon và các bạn đấy rất là dễ thương dễ mến. Mà điều đặc biệt là hôm nay là được thỏa mãn đam mê của anh Nguyễn Tất Thắng là được ăn cá bông lau. Mà tìm mấy ngày hôm nay rồi. Nốt ngày mai nữa là tìm tiếp cá bông chít nữa. Bông lau với bông chít. Cá bông lau và cá bông chít. Cái khuôn viên ở đây họ xây dựng rất là khang trang nha anh ạ. Nếu mà để mà thôi Thắng thì không nói so sánh, nhưng mà có lẽ ở Hà Giang Thắng cũng không có nhiều quỹ đất đấy. Nhưng mà ở đây họ nhiều quỹ đất thì cái nhà hàng này họ có một cái không gian mở rất là rộng. Vâng. Đây là cái không gian bếp mà họ dùng để phục vụ khách kia các bác ạ. Và bên này là mình sẽ đi qua bên này. Đấy, hôm nay là mấy em này là có hai em là đã bỏ khẩu trang rồi, rất tuyệt vời. Bỏ khẩu trang rồi. Chào các em nhá. Hello em. Đấy mới gọi là lễ tân tiếp đón. Anh Sự đứng ba anh đứng đấy để em chụp ảnh cho anh. Vâng. Anh là trai Hà Giang kênh Nguyễn Tất Thắng nhá. Rồi. Rồi, đẹp nhá. 2 3 đẹp. Ui giời, đẹp tuyệt vời luôn, tuyệt vọng luôn. Bây giờ là cảm ơn các em nhá. Em Thu này, em Vẹn này, em Chân này. Đúng Hà Giang. Thu Vẹn đúng Hà Giang. Em quê Hậu Giang hả? Rồi. Cùng quê cái chữ Giang ở đằng sau. Bây giờ bọn anh đang chuẩn bị đi An Giang đây. Quay anh là cứ vào bộ Hà Giang phải xuống ở miền Tây này là. Chị em anh đi Anh Trần. Đâu. Toàn đứng chữ Giang với nhau. Anh này là Bắc Giang này. Anh bắt tay Bắc Giang. Anh ở Bắc Giang. Anh này Hà Giang. Em này là Bắc Giang. Chào anh nhé. Ở đây mình tạm biệt nhau thì có được bắt tay tạm biệt không anh nhỉ? Mà nếu mà chia tay nhau có được ôm tạm biệt không? Gặp nhau rồi thật khó. Lìa xa. Tuyệt vời nhỉ? Em Hà Giang. Ở tỉnh Hà Giang đây, em này là An Giang nhá. Đây An Giang đây à? An Giang đây. An Giang này, Hậu Giang này. Em này bao tuổi đó? Em này bao tuổi? Mấy bạn này Hà Giang hết á? An Giang. Đây là em kém anh 2 tuổi. Anh 32. Anh giới thiệu với các em anh đây là anh Mạc Minh. Anh ở Hà Giang. Ở Hà Giang. Em biết chị, em mới gọi chị Tất. Đây là chị Phan Diễm. Phan Diễm. Năm nay 20 tuổi. Thế thì em xem kênh chị Diễm em chưa thấy anh bao giờ. Em chưa có một cái ăn nữa. Em biết là em biết anh nào là em Nguyễn Tất Thắng không? Biết nhà em. Em biết rồi. Ôi giời ơi, anh là Phạm Dũng này. Phan Diễm này, ông nhận ra. Ôi giời ơi. Thế thì có biết anh Phạm Dũng không? Không biết. Đây, anh là Phạm Dũng, anh thay mặt chị Diễm ôm em cái không? Ôm luôn. Ôm luôn. Có gì nhỉ? Anh em kiếm nói là cảm ơn các bạn có tài hết rồi. Chúng ta cùng nhau cầm tay hết.
Rồi Mạc Minh ra chém gió đi em. Đây Mạc Minh đây rồi. À, à. Anh này là một người khỏe, hai người vui. Anh Mạc Minh kháu vai lèng. Hà Giang. Đây là áo bà ba. Anh mình gặp áo dài. À đây là áo dài, mình cứ tưởng áo bà ba. À. Đúng rồi, đúng rồi. À, Thu Hà tên hay cái nhỉ, tổ trưởng. Tổ trưởng. Tổ trưởng tổ công tác. Rất là Thu Hà. Bạn nào cũng xinh cả. Anh là Nguyễn Tất Thắng em ạ. Chào em Thu Hà nhé. Anh là Xuân Hữu nhé. Anh là chuyên đàn hát đặc tính luôn á. Rồi tay em bị thế nhỉ. Cầm xong nó lưng thôi, thôi đi các ông ơi. Bây giờ muốn đổ gục vào đây luôn. Nhiều đó tiệc thật tuyệt vời. Chào em nhé, em đi về nhé. Anh là Xuân Hữu cho đàn tính nhé. Anh này muốn ở lại luôn không cũng về rồi. Tên hay nhỉ, Nguyễn Tất Thắng nhé. Tên hay nhỉ, đấy phải đi vòng lại bắt được hai vòng không? Anh em thấy chưa, lợi hại chưa? Ngày hôm nay em xếp mấy lần anh ạ? Xíu nữa là té hai lần. Xíu nữa té hai lần à? Khu vực này là cái để chỗ để xe là rất là rộng. 70% công lực. Lúc ăn đi, lại lúc đi chơi thầy bảo thầy rất mệt. Xong tự nhiên thầy gặp các em không nghĩ là tự nhiên lại tỉnh lại còn hát hò đi. Không phải đâu, thầy do ăn cá bông lâu của anh Nguyễn Tất Thắng đấy, mới khỏe đấy. Ôi cũng có lực nhanh. Đây này, à, đây là họ có lúa nếp này. Và bên này Bằng Minh biết cái này cái gì không? Đố bạn biết cái này là cái gì? Cái này cái nơm để bắt cá đây. Vâng, người ta sẽ lấy cá như nào? Hôm nay ở đây công nhận nhà hàng này là họ có hàng trọng ấy anh. Những món ăn ngon này, rồi là có những cô gái đẹp nhưng mà tiếc rằng là mấy cô gái toàn bịt khẩu trang. Thái cũng chưa hiểu được là họ kinh doanh nhà hàng ở đây là họ bịt khẩu trang là để làm gì? Hay là để đỡ bắn nước bọt vào thức ăn hay là đỡ gây mất vệ sinh? Vâng. Như nào đó Thái chưa biết. Nên là có khả năng là nếu mà theo Thắng nghĩ rằng là họ sẽ bịt là để cho nước bọt đỡ bắn vào trong thức ăn. Khả năng là như thế, em thấy là cả nam cả nữ đều bịt hết. Không, nam anh có thấy bịt đầu. Đây này. Nữ, chủ yếu là nữ nhỉ? Nữ thôi, nhưng mà thực ra thì mình, người Việt Nam mình ấy thì thấy nó bịt khẩu trang nó có cảm cái gì nó không thân thiện lắm. Vâng. Mình bây giờ nói chuyện với ai như nào mà người đối tác rồi cứ bịt khẩu trang thì mình thấy nó thế nào đúng không? Nếu mà mùa dịch thì không sao. Còn ngày bình thường thì cảm thấy hơi. Vâng. Bây giờ Covid thì người ta có nói rằng là ấy nó đâu nguy hiểm đâu, truyền nhiễm nó đâu. Vâng. Bây giờ đơn giản anh xử ra rồi. Vâng. Thôi anh em lên xe di chuyển nhá. Lên đường. Các bác thân mến, là trưa nay là anh em cùng cháu ăn cơm ở một nhà hàng rất là sang trọng mà em Phạm Dũng với Phan Diễm dẫn anh em vô đó mà ở chỗ đó đẹp. Đúng nếp đó còn. Nếp còn con đó là đẹp. Con gái cũng xinh nhờ, cũng xinh bằng ba nhìn. Cũng mặc áo bà ba như má thế. Thôi thế là các con là di chuyển từ đó về đây. Trong là đi hết rồi đến thăm bác. Sức khỏe bác và gia đình năm nay luôn luôn phát triển, thật nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn con, má cũng rất vui khi nghe mấy đứa con về miền Tây. Má cũng háo hức chào đón tụi con là mấy ngày nay luôn đó. Mấy hôm là con thấy má gọi điện cho em Diễm thôi rồi. Đúng rồi. Vâng, là bọn con là cũng háo hức vào đây nhờ chương trình đi, nó nhiều còn nhiều công việc đấy. Quá, hôm nay mới vào đến nơi được không ạ? Đi rất nhiều nơi. Anh Sự là có chị gái là cũng ở trong Cần Thơ, chị gái con ông bác. Nhưng mà Thơ mà ở chỗ nào vậy em? Huyện Thốt Nốt. À, ở Thốt Nốt hả? Vâng, ở ngay chỗ Thốt Nốt ở trên này, thoải mái. Vâng. À, còn tí nữa nó có xe mình có qua đấy không ạ? Nếu con đi ông xin là con đi nghe. Đi ngang qua. Đi ông xin ngang qua. Và chia sẻ thêm với quý cô bác anh chị trên kênh là Má Nhi là có một cái cửa hàng rất là to và rộng luôn. Ôi phải nói là tuyệt vời. Nó có những hàng cây thành giống mà con thích cái chữ nó mới Xuân Hiếu đến là mệt quá đúng không? Hay là ở đây là vẫn thuộc biết thành biết phố. Luôn. Đây vẫn thuộc thành phố Cần Thơ anh. Đúng rồi. Quận Ô Môn. Quận Ô Môn. Quận Ô Môn. Má Nhi là thành lập nhà hàng này được bao nhiêu năm rồi?
ở đây là 13 năm đó con, nhưng mà má hồi xưa là có quán nhỏ, má để cái quán nhi. Rồi khi má đi về đây thì nó có lớn cũng giữ cái quán nhi, cái thương hiệu của mình để cho mọi người biết. Mình phát triển dần dần lên. Sao mà đợt này anh em đi về miền Tây thích không? Vui à. Mỗi tuổi khí hậu ở đây cũng mát mẻ, mấy hôm còn đi đến đâu là mưa đến đó luôn. Như kiểu mưa ngâu nó đuổi theo cả đoàn anh em. Còn đi. Mỗi con là vừa rồi ăn cua bị dị ứng không quen. Gì đó là tối qua là ăn cua ở Sóc Trăng. Đều cua Sóc Trăng kìa. Mẩn ngứa rồi. Mẩn ngứa người. Sóc Trăng chứ không phải Cà Mau ấy. Hôm nay là mấy anh em đi là đúng hôm nay là tròn 1 tháng rồi. Hôm nay là tròn 1 tháng xa nhà, xa bà con. Xa nhà. Một tháng luôn. Vâng. Mà gì hát hay lắm các bác. Không biết là... Tí nữa là em phải là lấy đàn hát em cho má Nhi nghe. Vâng. Hay là vui vui má đổ vài câu tặng cho bác trên kênh tim của anh Nguyễn Thắng ha. Cũng không có gì hơn mấy cái con về chỗ má Nhi ở đây là gọi là giống như nông thôn luôn rồi. Dạ. Không có gì hơn là má ca bài em bé quê. Vâng. Má ca bài cái câu con đâu có sáu nha. Hay quá. Dạ, con dựng tay má đi. Dạ. Ta với châu suốt ngày tung tăng trên đồng rồng, gió mát nhẹ đưa lúa reo trong gió, ngồi tựa mình châu ta đọc chớ ơi. Ta bỏ học ham chơi thì cha mẹ buồn gầu, lùa châu ra đồng ta đọc bài dân ngơ, châu tắm bao làng ta ôn lại dân xuôi, lo học lo hành cho cha mẹ được vui, châu hãy nhớ đừng ham chơi mà dầm lúa, mấy hạt lúa xanh là bấy nhiêu công khó, mà người với châu đã cực khổ bao ngày. Được chưa con? Dạ. Hay quá anh con cảm ơn má Nhi rất nhiều. Bây giờ anh chịu sẽ đáp lại má. Đúng rồi, con đây. Đây là nghệ sĩ luôn, để đi đi lấy đàn đi, để đi lấy đàn đi. Dạ. Để đi lấy đàn để đàn cũng hả? Ối được khỏi đàn luôn. Con hát dân ca nhá. Đúng rồi, rồi. Dân ca nhá. À, đàn này ngoài á. Anh đi lên lấy cái đồ. À vâng, thì anh đi lấy đồ nhá. Vì non ơi cầm ca cầm sương điếm, trang xếm nơ cầm chữ nèm bay thân mỏi tí có bộ à lương này. Người mà anh thương nhớ vương vấn bóng hình ai, dù xa nhau đừng quên bao ngày tháng sống bên là nhau. Đấy là dân ca Tài Nùng bác. Con. Dạ. Má rất là thích, giống như là mình ở đây từng nghe ca cổ nó quen. Vâng. Nhưng mà giống như con nghe má ca cổ vậy đó. Dạ. Rất là con thích mà. Bây giờ là má con mình chuẩn bị lên hình của Phạm Dũng ha. Dạ. Em ăn no rồi, ra sân chơi. Tối nay má Nhi mời anh em nhiều đặc sản quá. Bây giờ là anh em phải chơi một tí để tập tiêu. Diễm Diễm đẩy anh Thắng Diễm ơi. Thôi. Anh chóng mặt lắm, chóng mặt. Anh chóng mặt lắm. Má Nhi ơi, tối nay tuyệt vời quá. Con cảm ơn má nhiều nha. Vâng. Chúc má thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay quá trời vui luôn. Chúc em con. Má hát hay quá. Má con mình là mỗi người cũng một giọng. Má thì má thích cái giọng của con. Dạ. Lâu lắm mình mới được nghe một...
đứa con từ Hà Giang về để mà thưởng thức cái giọng của vùng cao. Vâng. Còn má Nhi thì ở đây thì ca cổ tụi con thích phải không? Vâng. Tối nay con muốn má là dạy cho các bạn nhân viên của má ca cổ được không? Đúng rồi, để má dạy nha. Dạ. Rồi sau này cái con về đây cùng giữ giao lưu. Vâng. Đúng rồi. Cùng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình bác. Vâng. Quá. Buổi tối ngày mai thì con cảm ơn má và gia đình rất là nhiều. Má là thật nhiều sức khỏe, luôn luôn làm ăn phát đạt nhá. Cảm ơn chị hai nhiều nhá. Và bây giờ là anh em chuẩn bị di chuyển lên nhà em xong hỉ. Các bạn, bây giờ Sơn Hữu cũng xin phép video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha các bạn nhá. Cả nhà mình nhá. Vâng.